Nếu mùa hè này nóng quá và bạn ở nhà không có việc gì làm thì hãy cùng The Reviewer trở lại Westeros. Vì mùa nào ở đấy cũng có người bảo đông sắp đến Và cũng vì chúng tôi làm mất video gốc lâu phết rồi Game of throne mùa 1 Các mùa khác thì từ từ sẽ có video Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ trên phía bắc Ở cách xa địa phận của bảy vương quốc Nơi người ta gọi là vùng đất mùa đông vĩnh cửu Chỗ này được cái là không cần bật điều hòa Tại một là thế giới thời trung cổ thì đã làm gì có đổ điện Và hai là nhìn lạnh vờ lờ như thế này thì bật lên là làm gì Đại khái là hôm nay trên đường đi tuần tra rất xa Ba người lính của đội gác đêm tìm thấy những dấu vết lạ Của một cuộc tàn sát hay là hiến tế gì đấy Nói chung là ghê đến mức không được lên đây, không đi video sẽ bị YouTube tắt kiếm tiền. Họ chưa xem phim kinh dị bao giờ, nên lỡ mắc phải một sai lầm trí tử, tên là quay đầu ra chỗ khác, khiến từng người bị gạt một, chỉ còn một anh lính là còn sống sót. Anh này sợ thụt cả bộ ấm chén vào, chạy chối chết về và có thể là trốn cả nghĩa vụ luôn. Bằng chứng là thay vì về báo cáo ở pháo đài Castle Black, thì anh ta đã chim cút xuống phía nam, về tận gần Winterfell, giờ bị lãnh chúa tối cao của phương bắc ned stark bắt được anh lính cố gắng giải thích cho ned stark rằng lũ bóng trắng đã trở lại nhưng ned bảo là giờ tháng 6 thì đi đâu chẳng gặp bóng như mọi người lính của đội gác đêm bị phát hiện đào ngũ khác ned chỉ có thể cho anh lính này một kết cục duy nhất đó là thân đi còn đầu ở lại nói thêm về ned stark thì ông này là người nhà stark gia tộc hùng mạnh nhất và cũng là người quản lý phương bắc lục địa westeros ned có một lô xích sông con lớn nhất là ông tướng tên rob này sau đấy thì là hai chị em Dark Phoenix ở phần này thì tên là Sansa và một đứa con gái khác tên là Arya Stark. Tất nhiên chưa dừng lại ở đó, Ned và vợ con sản xuất thêm hai thằng lòi con, một thằng tên là Bran, còn thằng út thì vừa đẻ ra đã hâm mộ anh bảy nên tên là Recon. Có vẻ năm đứa con vẫn là chưa đủ nên Ned còn đèo bóng thêm một thằng con hoang tên là Jon Snow. Chứng tỏ là người liêm chưa chắc đã không có con riêng Để nói thêm thì ở phía Bắc Thằng con nào ngoài giá thú sẽ bị gán họ Snow Chắc là để thể hiện đám này vô giá trị như tuyết rơi ngoài đồng Quả con riêng to bằng đầu bằng cổ này làm vợ nét là bà kết lìn cay phết Nên chắc ngoài Rob Stark ra thì bốn đứa con nhỏ kia là bà cố sản xuất ra Để assert Dominon lên John và bất cứ người phụ nữ nào được cho là mẹ John Cơ mà từ từ chưa hết Ngoài hệ thống 5 cộng 1 con Nét vẫn vác về thêm được một thằng nửa con nuôi nửa con tin Theon Greyjoy Con của lãnh chúa quần đảo sắt Mang về đây quản thúc để tránh bố nó làm gì phản phản Thành phần cơ bản của gia đình Nét đại khái là thế Mấy hôm sau, khi đang trên đường tuần tra lãnh địa cùng với mấy đứa con nét bắt gặp một cảnh tượng lạ một con sói hoang to vờ lờ nằm chết trên đường bảo là hiện tượng lạ tại vì sói hoang là loài sống bên kia bức tường băng phía bắc ít khi mỏ xuống được xa phía nam thế này nét thấy thế thì dị lắm dị hơn nữa là con sói này chết rồi nhưng vẫn kịp đẻ ra 6 con sói con trước thì nét định cho chúng nó hóa kiếp cùng mẹ nhưng john thấy thương nên xin bố cho giữ lại nuôi thế là sau đứa con nhà stark tự dưng có thêm 6 con pet john thì lấy cái con bé nhất đàn đặt tên cho nó là Ghost Tên hơi chết nhưng điều buồn cười là con này sống đến tận cuối phim Trong lúc các con của Ned đang bận dậy chó đi ị đúng chỗ thì ở phía nam Tại King's Landing Hay còn được gọi là Vương Đô cho nó tiếng Việt Bàn tay phải của nhà vua Tên kêu thế chứ thực ra là đấy là chức tể tướng Đang đi làm thì xin nghỉ dài hạn với lý do là chết Vua của toàn lục địa Westeros là Robert Baratheon Lên ngựa là một chuyến đến Winterfell Tại thiếu tay phải một ngày thì ông béo này không cầm cốc rượu được Đến Winterfell Ông muốn nét cùng mình về vương đô nhận chức bàn tay phải để thay Robert đảm đương việc nước cho ông này chơi gái và uống rượu tiếp Robert cũng cảnh báo với Ned rằng ông nghi ngờ cái chết của John Arryn không phải là tự nhiên mà xảy đến kiểu what the fuck bro ông gọi Ned là anh em chí cốt nhưng lại bắt anh em ngồi vào cái ghế có tỷ lệ chết bất đắc kỳ tử cao đến thế cơ à tất nhiên là Ned không chịu đi theo cùng Robert còn có hoàng hậu Cersei và ông em sinh đôi của hoàng hậu cũng là thành viên đội vệ vương Jamie Lannister ngoài ra thì bà hoàng hậu còn ông em lùn tên là Tyrion này Cơ mà các tập sau ông này mới làm gì đó khác ngoài chơi gái Tất nhiên là họ còn kéo hết con cái đi theo nữa Nhưng chúng ta không cần quan tâm lắm về bọn lau nhau này Ít nhất là ở mùa 1 trừ thằng lỏi Joffrey Người được hứa hôn với Sansa Tôi không hiểu Sansa thấy gì ở thằng kia Cơ mà nhìn trông có vẻ con gái lớn của Ned đã đứ đừ đừ thằng hoàng tử này rồi đấy Mong rằng sự dại trai của Sansa không gây ra hậu quả nào thảm khốc Từ đùa đây rõ là có Cơ mà từ từ rồi thấy Ở một diễn biến khác băng qua biển hẹp Ở lục địa SOS hoặc là Essos Hai hậu duệ cuối cùng của nhà Targaryen Là cái ông nhìn như Dennis Đặng này Viserys Targaryen Và em gái Daenerys Targaryen Lưu vong sang đây từ khi Robert lật đổ được bố của cả hai Tức là kiểu 17-18 năm nay Ông tướng Viserys này thì vẫn luôn nuôi mộng để về lại Westeros Giành lại ngai sắt Giành lại không chỉ chỗ ngồi của vua Mà còn là quyền làm vua của cả lục địa Westeros Nhưng thanh niên này vừa non vừa xanh Lại không có quân tướng gì cả Gần hai chục năm qua chỉ đi ăn nhờ ở đậu hết nhà này đến nhà khác Thế là Viserys quyết định nạp em gái Cho một thằng thủ lĩnh của bộ tộc chiến binh cưỡi ngựa Khal Drogo Mong rằng giờ là anh rể của thằng này Thì mượn quân quay về Westeros đánh nhau sẽ dễ hơn Trong lễ cưới của Daenerys Cô được ai đấy tặng cho ba quả trứng rồng cơ ừ mà ba quả này bao giờ nở thì cũng chưa biết ngày xưa ngày xưa thì nhà targaryen được biết đến với khả năng ấp lồng dần nuôi và điều khiển rồng loài sinh vật vừa to vừa khó giết lại còn là máy phun lửa di động với độ hiếm ssr nên ai cũng sợ thế nên họ mới bắt được cả westeros thần phục robert lật đổ được nhà targaryen ngày trước cũng là do nhà này vào đời vua đó không nạp được tiền để ấp thêm rồng chứ có rồng thì thằng nào phản cũng thành thịt xiên hết Daenerys phải cưới ông tướng này và chắc là đám chiến binh cưỡi ngựa này thì gậy thịt cũng dài như ngựa nên trước khi tân hôn bên bờ biển, Daenerys mới hoảng hốt như thế. Thôi ít nhất có trứng rồng để ấp tạm xa hai anh em Targaryen trở lại Winterfell. Ông nhõi con Bran nhà Stark có cái tật là chân đã ngắn cứ thích leo lên trèo xuống trong thành. Sau thủy nghịch hành ngày xấu năm hạ, hôm nay Bran leo lên một tòa tháp trống thì phát hiện ra hoàng hậu Cersei và em trai Jaime đang cố uốn cây da phả nhà Lannister thành hình tròn. Nói chung là thứ mà không ai nên thấy Để bí mật cứ mãi là bí mật Jamie nghĩ ra một ý tưởng thiên tài Đây là đẩy Bran từ cái cửa sổ kia xuống đất Mùa đông thì bảo đang đến mà mãi chưa thấy đâu Nên Bran không có tuyết đỡ dưới đít Rời cái bụp Thế là hết tập 1 Sang tập 2 sau cú ngã trời đánh kia, Bran vẫn sống Chỉ là giờ đang nằm bất tỉnh nhân sự Biết Bran còn sống thì Jamie với Cersei căng lắm Lộ vụ kia ra thì chỉ có nước dọn sang lục địa khác mà sống Vì lý do đó, tai nạn của Bran khiến Ned quay xe Đồng ý về vương đô làm bàn tay vua cho Robert mang theo Sansa và Arya cho nó vui Đùa đấy để trông coi Tại kếtlin vợ của Ned Phải ở nhà trông ông Bran đang bất tỉnh Rob lên cai quản phương Bắc thay cha Còn Jon thì theo chú Benjen Stark Lên làm thành viên của hội gác đêm Tại giờ ở lại thì là con hoang Cũng đâu có được chia đất Trước khi đi, Jon tặng cho Arya một cây liễu kiếm Được cô bé đặt tên là Kim Khâu Bảo là điều quan trọng nhất khi cầm kiếm Là chỗ nào nhiều máu thì xiên cái đầu nhọn vào Rồi quay ra xin cha mình một điều duy nhất Là trước khi đi thì được biết mẹ mình là ai Net bảo bao giờ tra về giờ nó Tự cắm một cái red flag to vờ lờ trước cả khi đi Jon ra đi thì Tyrion Cái ông lùn lùn em trai Cersei ấy, Đi cùng Jon lên tham quan Casterly Black Với ước mơ là đứng đái từ trên đỉnh bức tường băng Xuống cái mảnh đất hoang phía bắc Nếu các bạn hỏi tường băng nào thì căn cứ Casterly Black Của đội gác đêm được xây dựng cạnh một bức tường băng chắn ngang lục địa làm ranh giới giữa bảy vương quốc của Westeros và vùng đất mùa đông vĩnh cửu nơi ở của bọn Manji và lũ bóng trắng trong truyền thuyết Đội gác đêm được thành lập từ trước đấy ngót nghét 8.000 năm Bảo vệ bức tường cũng như ngăn chặn bất cứ thứ gì ở phía bắc chạy xuống Nói thế cho họ đa phần chết khi bị man tộc phục kích Hoặc là phổ biến hơn thì lạnh quá xong chết Đại loại là một ông lên đấy nhận gióp, còn một ông lên chơi Và hai ông đều thấy là tình hình hiện tại của đội gác đêm đang thảm vờ lờ Quân thì ít mà toàn bọn du thủ du thực bị bắt lên Chứ mà đào đâu ra tinh binh Cùng với đó ở Winterfell, Rob cố thuyết phục mẹ rời khỏi phòng em trai Tại bà còn thằng Recon phải chăm nữa Chứ cứ du rú mãi thế này không hay Kathleen không chịu Và đúng là trứng thì không khô nên vịt được Việc Kathleen trốn trong phòng ông Bran Giúp bà bắt tận dao một thằng sát thủ Được lên gióp giết Bran ngay khi cậu đang ngủ Kathleen tay không bắt dao cứu con trai Câu vừa đủ thời gian để con sói được Bran nuôi từ tập 1 Làm một cú kết liễu ngày cổ Thôi thế giờ tra tấn thằng này để tìm ra người thuê kiểu gì nữa Người chết có biết kể chuyện đâu Quay lại nhìn con dao của thằng này Thì cả Kathleen và Rob đều biết là làm gì có chuyện một thằng sát thủ quen có dao quý tộc như thế này Ketlin sinh nghi, quay lại tòa tháp mà Bran ngã, thì tìm thấy một sợi lông đầu vừa to vừa dài, lại còn màu vàng. Chắc chắn là của nhà Lannister. Tại kiểu hai quả chết hụt này của Bran chỉ xảy ra sau khi nhà Lannister đến Winterfell thôi. Sau một hồi bàn bạc với Robb, Ketlin quyết định bỏ con, đuổi theo đoàn người đang tiến về phía nam để báo với chồng về vụ mưu sát. Phía Ned Stark thì cũng không nhàn hạ gì cho Cam. Ned vừa phải hầu Robert, vừa phải trông con, bởi đông trẻ con, lại còn từ nhiều hơn một nhà với nhau thì sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện trong đó Joffrey dẫn Sansa đi dạo hai đứa giờ này bắt gặp Arya đang cầm que luyện kiếm với một thằng béo béo thằng lỏi Joffrey tự dưng nổi máu anh hùng bắt thằng bé kia phải đấu kiếm với mình trông rất khó coi vì rất gai không đùa ấy. vì một thằng cầm kiếm thật một thằng cầm kiếm que thì rõ ràng là thế trận một chiều Joffrey chưa kịp hành gà thì đã bị Arya cầm gậy đập cho phát giúp thằng bạn béo bỏ chạy Joffrey quê chữ e kéo dài đòi chém Arya để rửa nhục nhưng bị con sói của cô bé cắn tay làm rơi kiếm. Con gái út của Ned cầm kiếm lên chĩa vào Joffrey thì thằng này để lộ bản chất vừa hèn vừa ngu, xin con bé tha mạng. Bà Sansa kia không biết bảo vệ em thì thôi, Là còn nói đỡ cho cái thằng định chém em mình. Arya ném thanh kiếm của Joffrey xuống sông, rồi dắt con sói của mình bỏ chạy. Cô bé thả con sói đi, vì biết chắc cắn tay hoàng tử thì đồng nghĩa với việc cầm chắc vé cây tơ bảy món. Cersei thấy con mình bị đau, mách chồng, khiến Robert phải gọi Ned đến phân giải. Joffrey tất nhiên là dở thói xạo chó Bảo là Arya với thằng béo xịt chó ra úp Joffrey không vì lý do gì Được cả quả siêu chị gái Sansa bảo là nhanh quá cũng không nhớ Robert và Ned thống nhất là chuyện trẻ con không nên làm mếch lòng người lớn Nhưng Cersei si đòi Ned phải thịt con sói ngay vào luôn Mỗi tội Arya thả sói đi rồi Nên con sói của Sansa sẽ phải chịu trận Sáng hôm sau, Arya thấy thằng bé béo hôm qua Đã bị Joffrey sai cận vệ đi làm thịt làm cô vô cùng đau đớn vì tự dưng lại hại chết thằng bạn. Bên kia bờ biển hẹp, Daenerys đã chán làm chỗ để Khal Drogo thỏa mãn, nên nhờ hầu gái dạy cô cách làm chủ cuộc chơi, mở ra một trang mới trong đời sống vợ chồng, xứng danh một Khaleesi, tức là kiểu hoàng hậu của mấy ông cưỡi ngựa này. Cô cũng kết bạn được với hiệp sĩ Jorah Mormont, con trai ruột của tổng chỉ huy đội gác đêm, người sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng sau này. Nhưng giờ thì ông là cái Google dịch di động của Daenerys thôi đến tập 3 Sau hành trình dài bằng từ Hà Nội và Huế Cuối cùng vua Robert cũng đã vác được ông bạn nối khố về Vương Đô Và tất nhiên là giờ thì Ned phải xử lý hết đống giấy tờ Mà người tiền nhiệm John Arryn để lại Ông gặp hội đồng của nhà vua Quan đại thần Pycelle làm cố vấn Trông hơi già và lẫn Em trai Renly Baratheon làm trưởng bộ phận luật pháp Được cái ghế này do ô dù Thái giám Varys biệt danh là nhện không biết bắn tơ nhưng info gì cũng dính vào mạng lưới của ông này Và cuối cùng là Peter Littlefinger Pellish Chú ruột của Billy bạn thuở nhỏ của vợ nét người không chỉ quản lý tài chính của vương quốc mà còn quản lý gần hết số nhà thổ ở vương đô chuyện không có gì quá đặc biệt nếu nét không phát hiện ra vương quốc đang nợ tywin lannister 3 triệu đồng vàng thế này có mà bán cả đất trả nợ cũng không hết được chưa kể mấy ông tướng này còn đòi mở một giải đấu thương ăn mừng việc nét nhậm chức điều mà nét không hề muốn trong khi nét đang đau đầu chi chi tiêu tiêu cho vương quốc thì hai mẹ con nhà sơ si lại bày mưu tính kế gì đấy joffrey thì không chịu cưới sansa như lời bố mẹ dặn chắc vì sợ dark gạt đầu Cơ mà sơ si lại bảo cứ cưới nó đi Dễ bể thao túng phương Bắc Mày mà không thích nó sao mẹ cho mày đi chơi gái như thằng bố mày Geoffrey nghe thế thì cũng xui xuôi Vì không có khả năng tâm linh Nên nét không biết được hai mẹ con trời đánh kia nghĩ cái gì Ông chỉ biết dặn các con gái phải chơi ngoan Và nhất là Arya đừng cố cầm kiếm xiên hoàng tử Dù thằng lỏi con đấy có hạ b... đến mức nào Vẫn về gia đình nét Thì ở Winterfell Bran đã tỉnh lại Nhưng giờ ở thành tê liệt Không còn khả năng đạp xe Tại xe đạp cũng chưa được phát minh ra Và nhá liệt cả hai chân và cũng chả nhớ gì về cái hôm bị ngã quay sang kết vợ nét thì sau khi đi off screen suốt gần một tập bà cũng đã đến được vương đô cơ mà dù có đi không vết ở không giấu đi chăng nữa kết vẫn bị bader bay lắc đánh hơi được mời về nhà mình chơi trước hóa ra người báo tin cho bader lại chính là varis đúng là không có cái info nào thoát được mạng lưới của ông đầu chọc này thôi thì sự đã rồi kết đánh cho varis và perer xem con dao cái mà tên sát thủ đã dùng khi cố ám sát Bran chỉ cần một ánh mắt, Peter nhận luôn đây là con dao xịn của mình Nhưng ngày trước cá độ bị thua nó cho Tyrion Vậy thì thủ phạm chính là Tyrion Peter bảo giờ dù có kết tội Tyrion đi nữa Thì thằng trả chỉ cần không nhận là xong nên giờ là phải chơi luật rừng Cùng lúc đó trên mạng phía Bắc Jon Snow đang cần phải làm quen với cuộc sống sun vòi bên bức tường băng Và việc cứ đi tè lại búng chim cho tan đá Có vẻ đang làm khó Jon À và còn vụ anh bị làm khó vì là thằng duy nhất biết chơi kiếm ở đây nữa. Quân mà đội gác đêm nạp vào suốt một thời gian dài, toàn là phường du thủ du thực, tội phạm không còn đường lui nên nhìn thằng nào trông cũng như phí mất 50 thịt. Nói chung là giờ mà đám man tộc hội quân đánh úp hay cái con bóng bóng gì đấy ở tập 1 đến thì cái tường này có mà đi trong một ngày đi cùng John. Tyrion Lannister vẫn không hay biết việc mình bị kết tội vì vắng mặt ở phía nam. Đã thực hiện được ước mơ tè từ trên tường băng xuống dưới là một người thông minh. Tyrion nhìn phát biết ngay chỗ này thảm lắm rồi. Chỉ huy Geo Mormon xin Tyrion hãy về chuyển lời cho hoàng hậu chị gái thằng trả để bà ta thủ thỉ với vua tuyển thêm tí tinh binh lên phía bắc cơ mà như ta thấy thì hỏi ai chứ hỏi sơ si là sai cầm mờ là người rồi thím này xua kèo sẽ chẳng quan tâm tới cái thỉnh cầu đó đâu trở lại vương đô nét thuê hẳn một ông thầy dạy thêm cho aria tất nhiên không phải để cô bé thi vào lớp 10 ở vương đô mà là luyện kiếm cho cô bé để cô biết cụ thể phải xiên vào đâu khi thời điểm đó đến và ông thầy này nhìn cũng đồng bóng ra phết nói đến bóng thì phía lục địa essos daenerys cũng đang từ từ phình ra như quả bóng vì như hầu gái nói cô đã chậm tận hai tháng có vẻ như đứa con đã tiếp cho Daenerys tí lòng can đảm tại giờ cô không chịu nhún thằng anh hãm lờ nữa lớn ngớ là cứ coi chừng đấy khiến Viserys cay vờ lờ nhưng mà không làm gì được. Tyrion rời bức tường và đội gác đêm lên đường trở về vương đô. Trên đường đi qua Winterfell, hắn còn tiện ghé vào tặng cho Bran bản thiết kế một chiếc yên ngựa đặc biệt, giúp cậu bé cho dù là tê liệt nhưng vẫn có thể cưỡi ngựa tranh cúp ở vương đô. Ned đang bí mật điều tra về cái chết của John Arryn. Ông tìm những cuốn sách mà người tiền nhiệm của mình đã đọc, hỏi những người mà John Arryn đã gặp trước khi chết và thật kỳ lạ, quyển sách cuối cùng mà John Arryn đọc là sách gia phả ghi lại tên tuổi của thành viên các đại gia tộc ở Westeros. Chưa biết để làm gì cơ mà cứ mượn với xem cái đã Trong những người mà John Arryn gặp trước khi chết Nét nhận ra trong số đó có một thằng học việc ở chỗ thợ rèn Tên là Gendry Và thằng này là con riêng của vua Robert Thanh niên này tóc đen vờ lờ Hãy nhớ chi tiết quan trọng này vì nó sẽ còn trở lại Cũng y như người xem, Ned chưa biết cái này có ý nghĩa là gì Nên giờ chúng ta hãy trở lại với giải đấu thương hoàng gia Ăn mừng việc Ned nhậm chức Ở đây thì còn một người nữa mà Ned cần lấy info Là cận vệ của John Arryn Người vừa tứ anh lính Ngay sau khi John Arryn chết đã được thăng lên làm hiệp sĩ Khá là khó hiểu Có mà giờ cuộc thi chưa bắt đầu nên cứ từ từ ngược lên phía bắc thì John quen được một thanh niên béo mới bị nạp lên đội gác đêm. Anh này tên là Samuel Tully, bị bố đẻ đuổi lên đây vì quá béo và vô dụng. Đầu tiên thì Sam bị bắt nạt như bất cứ thằng béo nào gặp bọn trai trai. Cơ mà John thấy thương hại nên kể chuyện với anh em về gia cảnh của Sam. Đồng cảm với việc ai cũng là những kẻ bị ruồng bỏ. Các bạn của John làm trái lệnh chỉ huy, không hành tỏi Sam nữa. John và Sam trở thành anh em chí cốt, cười đùa xong bị ông chỉ huy quát cho. quê. Được cái là trong cái lúc cười đùa ấy John giải thích với Sam rằng dù đẹp trai nhưng anh chưa bao giờ ăn nằm với người phụ nữ nào Vì sợ mình sẽ vô tình tạo ra một thằng con hoang nữa Và John thì không muốn bất cứ đứa trẻ nào chịu số phận như mình Trong khi hai ông này đang kẻ dày kẻ mỏng Thì bên kia đại dương Daenerys đang có xung đột với anh trai Viserys cáu vì Daenerys không chịu nghe lời mình nữa Và gần như bị đồng hóa vào cuộc sống của người Dothraki Daenerys tát cho ông anh một phát Bảo rằng còn động tay động chân với Khaleesi nữa Là Daenerys sẽ cho anh mình thành dương quá Nhưng mà không có võ công Trở lại lục địa Westeros Ở vương đô Giải cưỡi ngựa đấu thương mà vua Robert tổ chức để ăn mừng Ned nhận ghế đã được mở màn và ngay trận đầu tiên, không biết vô tình hay cố ý, mà ông tướng hiệp sĩ mà Ned đang định hỏi về cái chết của John Arryn bị The Mountain hay là anh núi, một trong những hiệp sĩ to và khỏe nhất của nhà Lannister cho một xiên nằm lạnh ngắt luôn. Thế là toạch mà em một đầu mối. Sau khi rời khỏi Winterfell, ông lùn Tyrion lại tiếp tục lên đường trở về vương đô nhưng đang nghỉ chân ở quán rượu ven đường thì Tyrion lại gặp ngay Catelyn đang đi ngược về Winterfell và bà Catelyn thì không ngu lắm nên là giờ Tyrion có thoát đằng rời bị bắt đi xử tội mưu Bran ngay và luôn ở tập 5 trong khi Catelyn đang đưa Tyrion về xử tội họ bị đánh úp bởi một đội quân bí ẩn may mà bọn này chưa lên đời hai vẫn toàn người ném đá nên Catelyn và anh em không quá tổn thất Catelyn kiểu à thì giờ tội thằng này rõ rành rành nếu không thì sao tự dưng có người đến cứu nó ở vương đô thái giám varis đến nói chuyện riêng với ned ned quả quyết rằng john arin đã bị đầu độc vì biết một cái gì đó không nên biết varis thì không bất ngờ bà là ned không cẩn thận thì cũng dính vào cái tai họa đấy chứ trả chơi cơ mà lời ông varis này cảnh báo đúng thì đúng đấy nhưng có vẻ như varis đang cố cảnh báo ned về chính lão ta vì một lần Aria được thầy dạy kiếm cho đi bắt mèo cô bé vô tình lạc xuống hầm ngục thấy có người đi qua Aria trốn vào trong hộp sọ của con rồng khổng lồ thì nghe thấy Varys đang bàn với một người đàn ông giấu mặt kế hoạch thủ tiêu Ned Stark để nhà Stark và nhà Lannister con sói và con sư tử cắn nhau Aria về mách bố thì Ned hơi bất ngờ tí cơ mà cũng trong dự liệu vì Ned ngay từ đầu đã không mấy tin mấy thằng không có dái chưa kịp tính xem chuẩn bị đi nước cờ nào tiếp theo Ned bị vua Robert triệu tập khẩn đến cuộc họp ở đấy Varys thông báo rằng điệp viên của ông không ai khác là cái ông Google Translate cho Daenerys đã báo về vương đô tin rằng cô đang mang bầu Robert thì sẵn mối thù mất người yêu và tay con cả nhà Targaryen Đòi thì hết Với cái cớ là nhỡ đâu Daenerys thuyết phục được Khao Drogo mang quân qua Westeros thì sao? Ned không chịu cái trò giết phủ đầu này, tại chắc gì Daenerys đã là mối nguy, cố khuyên ông bạn thân nhưng khuyên không được nên Ned tức tối từ chức, làm Robert nổi giận đùng đùng. Lãnh chúa phương Bắc định dọn đồ đưa hai con gái về nhà, nhưng một là Sansa mê trai không chịu xa cái thằng lỏi con Joffrey, hai là Peter Baylock hứa nếu ông trở lại sẽ cho Ned gặp thêm đầu mối khác về cái chết của Jon Arryn, khiến Ned phải suy nghĩ lại, trở lại với Catelyn và Tyrion. Vợ Ned đã áp tải Tyrion đến chỗ chị gái bà là Lisa, vợ của John Arryn, người có thằng con trông như 10 tuổi nhưng vẫn bú mẹ này. Ừ. Vừa thấy Tyrion bước vào giữa sảnh đường, vừa ý tôi là cũng hơi lâu, tại chân thằng trả ngắn bằng nửa người thường. Lisa đã lồng lên như con mẹ dại, buộc tội Tyrion đã miêu sát John Arryn, thế là ném Tyrion vào trong ngục. Cái phòng giam này được điểm cộng là thoáng gió, nhưng điểm trừ là đêm không ai cho Tyrion nửa cái chăn nào. Quay trở lại với vương đô, Jamie lấy cớ em trai Tyrion đi mãi không về, đến hỏi tội nét, người vừa từ nhà Peter Baelish ra. Ned nhận rằng chính mình đã ra lệnh bắt Tyrion để hướng mũi công kích từ vợ sang bản thân mình. Nhưng có vẻ như nước đi đó không được hay lắm khi quân của Jaime bắt đầu pha mạng bằng cận vệ của Ned. Jaime gạ Ned đấu kiếm, điều mà rõ là hai thằng đàn ông không nên làm ở nơi đông người cơ mà nét đồng ý jamie là đội trưởng đội vệ vương nhưng nét hồi trai trẻ cũng là dân đánh đông dẹp nam kiểu nhà ông này ở phía bắc thì dẹp bắc cái gì cuộc đấu kiếm hết sức cần kèo kiếm ông nào cũng vừa dài vừa cứng cho đến khi một thằng lính của jamie thừa cơ xiên cho nét một phát từ thiện thấy cuộc đấu đang hay mà bị phá jamie đấm cho thằng lính kia một phát vì tội tự dưng làm mất danh dự mình rồi sai quân lính mang nét về giam lỏng trong nhà không quên bảo ông mà không thả em tôi thì liệu hồn ấy việc nét bị đau chân nó sưng nó tấy đi phải chống bậy đã đến tai robert đại loại là dù rất quý bạn nhưng vẫn chưa nguôi giận vụ nét từ chức lại còn không thể thẳng tay thịt em vợ mình được nên robert chỉ quay ra bảo nét thả Tyrion đi dĩ hỏa vi quý rồi phục chức cho nét bắt ông phải tiếp tục làm bàn tay của nhà vua để robert tiếp tục uống rượu và đi săn ờ thì ý là công việc không khác gì mấy Kiểu từ đầu phim đến giờ ý tưởng cứng nhất mà Robert ban hành ra là tìm cách thủ tiêu Daenerys Và thậm chí đấy còn không phải là ý tưởng hay Nên giờ Robert giao hết việc cho Ned cũng chả khác gì lắm ở phía Bắc Từ khi tê liệt đến giờ, Bran vẫn cứ có những giấc mơ lạ về một con quạ ba mắt dẫn cậu bé đi khắp nơi tất nhiên là trong mơ nơi mà bran vẫn còn chân tỉnh dậy bran được rob và Tyrion greyjoy dẫn đi cưỡi ngựa và cái yên ngựa mà Tyrion thiết kế cho thực sự hoạt động giúp bran có thể dùng bốn chân ngựa thay cho hai chân mình bran tự dưng nổi máu tổ lái cua con ngựa đi xa khỏi hai ông anh và rơi béng vào ba người man di đang trên đường trốn xuống phía nam họ đòi bắt ngựa của bran nhưng chưa kịp vứt cậu bé xuống thì rob với Tyrion đã tới kịp thế là trừ hai man tộc cộng một người hầu cho nhà stark là cái cô gái man tộc tên là osha này nhắc đến bran thì tiện nhắc đến mẹ bran là kết Người vẫn đang ở Vale Chờ chị mình là Lisa xét xử Tyrion Tyrion cũng chả phải của vừa Biết là hai chị em nhà này sẽ giam lỏng mình làm con tin Đến khi nào có giá trị trao đổi thì mới thả Nên lươn lẹo tìm được cách ra diện kiến hội đồng Và đòi phân xử án qua combat Ở Westeros thì luật là nếu đòi phân xử như này Thì kệ mẹ bằng chứng Ai win combat người đó có quyền Một hiệp sĩ của Lisa xông xáo đòi nhận kèo đánh với Tyrion Nhưng Tyrion chỉ cao đến rốn nông kia thì sao đánh đành phải nhờ người kéo hộ không ai chịu nhận chỉ có một lão đánh thuê tên là bron đồng ý thằng hiệp sĩ kia thì trai trẻ nhưng bron lại là tay kiếm giả dơ và già dơ thì khắc chế trai trẻ nên bron thắng cho ông hiệp sĩ kia một vé rời khỏi pháo đài bằng đường hàng không thế là tyrion thắng được coi như vô tội rời đi cùng bron ở vương đô công việc đầu tiên mà ned phải làm khi ngồi tạm ghế nhà vua là xử lý một vụ khiếu kiện do dân làng ở river Run tố cáo không biết suy luận như nào nhưng ned quả quyết thủ phạm là do anh núi đầu têu xử hắn tội chết và bắt tywin lannister đến giải thích vì tình hình ngày một phức tạp Ned chủ động bảo người đưa Arya với Sansa về Winterfell và lại một lần nữa thì Sansa không chịu nhọc vờ lờ Ned muốn hai con gái rời đi vì ông thực sự đã tìm ra được bí mật về lý do tại sao John Arryn bị mưu sát tất cả nằm trong quyển sách gia phả và thằng Gendry hôm trước theo những gì Ned đọc tất cả những người mang dòng máu Baratheon đều có tóc đen mắt xanh vậy thì thế bất nào cả ba đứa con của Robert với Cersei tóc đều vàng hoe như là người nhà Lannister chỉ có một lý do duy nhất là ba đứa kia chả có đứa nào là con Robert cả tất cả đều là con riêng của Cersei và Lomao không biết là có thật lực hay gì nhưng Ned biết luôn bố đứa trẻ kia chính là Jamie em sinh đôi của hoàng hậu sâu chuỗi mọi vấn đề nét còn suy ra được chính đôi gian phu dâm phụ này là người đã ném bran xuống từ tòa tháp nên nói chung là ông mà bóc phốt thì nhà lannister chả đứ đừ ngay ở chỗ hai anh em nhà rồng daenerys vừa tham dự một nghi thức cổ của người dothraki mà ở đó cô phải ăn hết một quả tim ngựa mà không có muối tiêu Daenerys thành công chứng tỏ với Khal Drogo và toàn bộ người Dothraki rằng con trai của hai người sẽ trở thành vua chinh phạt hay cái gì đó đại loại thế Viserys thì không thích lắm tại giờ mà Daenerys chăm con mọn thì biết đếch bao giờ mới mang quân về Westeros được ông tướng này thì chắc là cũng có máu điên giống cha mình aka vua điên người bị Robert lật đổ hồi xưa thế là đang yên đang lành cắm mảnh sành và đít tự dưng Khal Drogo đang mở tiệc ăn mừng thì mang kiếm và múa múa dọa mẹ con Daenerys thế là làm ông em rể nóng máu thích vương liệm cho vương liệm luôn nung vàng nóng chảy xong đổ lên đầu Viserys cho thằng anh vừa ngu vừa láo lên bảng điểm số luôn biết được bí mật động trời của mấy mẹ con nhà Cersei lẽ ra Ned có thể báo với Robert luôn cho cả mấy mẹ con đi bán muối nhưng ông Ned này lại bị cái tật xấu là quân tử quá gặp riêng Cersei để thuyết phục hoàng hậu mang các con đi trốn trước khi Robert đi săn về và mọi chuyện tiến vào endgame Cersei thì không quan tâm lắm tại kiểu lỡ mau chị tính hết cả rồi lỡ ngớ chị mách bố là các chú mất điện cơ mà trước khi Ned và Cersei kịp hành động thì Robert đã trở về từ chuyến săn và tin xấu là ông bị say rượu nên con lợn rừng đâm cho Robert tí thì lòi ruột biết là số mình sắp tận Robert gọi thằng bạn thân vào phòng bảo Ned viết di chúc cho ông rằng Ned sẽ làm nhiếp chính cho đến khi con trai của ông Joffrey đủ tuổi lên ngôi Ned thì biết thừa Joffrey không phải là con Robert thế là mới viết lại trong di chúc thành người thừa kế hợp pháp và cũng để tôn trọng bạn mình nên Ned không đành lòng phun ra cái bí mật kia cho Robert thêm lộn ruột cơ mà giờ thì người thừa kế hợp pháp của Robert là ai là Stannis Baratheon em trai vua Robert anh trai của thằng cha Renly Baratheon vẫn đang làm việc với Ned Ned bí mật gửi thư cho Stannis rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình ông liên hệ với Peter Blackstone cố bảo Peter mua chuộc quân gác thành để giúp ông khi có drama xảy ra. Peter chỉ thản nhiên bảo Ned rằng quân gác thành sẽ nghe theo ai trả tiền cho họ và Peter thì không đáng tin tí nào. Cơ mà ông Ned bình thường thiên tài thế nào, giờ lại đi đặt niềm tin vào cái thằng crush vợ mình cả đời. Ngay khi Robert băng hà, Cersei đã vội đưa Joffrey lên làm vua, khiến Ned Stark phải hành động. Nhưng hành động của ông là đi vào trong phòng ngai vàng và vẫy cái di chúc của Robert. Ừ thì bút tích của Robert thật, nhưng mà với Cersei thì đây khác gì giấy lộn đâu. Xoẹt cái thế là hết. Ned đòi bắt cả hai mẹ con Cersei. Nhưng đội quân gác thành và Peter có ý tưởng khác. Như Peter nói, quân gác thành sẽ trung thành với bất cứ ai trả tiền cho họ. Và đoán xem ai còn tiền nào? Ngân khố triều đình âm ba củ vàng hay là nhà Lannister? Thế là quân của Ned bị đánh úp, cận vệ bị xiên hết sạch. Còn Ned thì bị ném vào ngục tối ở phía bức tường nhưng được cái tinh thần cũng trong lao nốt mất tích khi đi tuần bên ngoài hoang địa người đi mà chỉ có ngựa về khiến john vô cùng hoang mang mong chờ từng ngày tốt nghiệp khóa đào tạo để làm kỵ binh đi tìm chú thế nhưng trái với kỳ vọng của john anh và sam lại được giao nhiệm vụ hỗ trợ ở nhà thậm chí john còn phải đi làm cận vệ cho tổng chỉ huy Gior mormon lờ đang đâu lại phải đi làm thằng hầu john hơi cáu cơ mà sam bảo là cứ nhịn đi muốn làm to thì ban đầu phải sắc nước bổ cam cho thủ trưởng là đúng rồi john nghe thế thì cũng sôi xuôi, xuôi ra đọc lời thề đội gác đêm ở cái cây mặt người chính thức trở thành thành viên của quân đoàn phía bên kia bờ biển ngài Zora Mormont đã bắt tận tay được một tên sát thủ do vua Robert gửi đến định lừa Daenerys uống rượu độc tức giận vì diễn biến này Khao Drogo thề sẽ làm điều mà chưa người Dothraki nào dám làm chấp nhận lên thuyền nhằm băng qua biển hẹp mang quân đánh chiếm Westeros để cho những thằng dám động đến vợ con hắn biết thế nào là lễ hội ngay khi Nesta bị bắt dĩ nhiên là quân Lannister và quân các thành chả có lý do đếch gì mà không cố ép góc hai đứa con gái ông cả Sansa được vú em hy sinh để trốn vào phòng còn Arya thì được thầy dạy kiếm bảo vệ mỗi tội là Arya thì thoát được khỏi pháo đài đỏ, còn Sansa thì vẫn bị mang đến chỗ Cersei si làm tình làm tội. Quan trọng là giờ Sansa phải viết thư cho mẹ với anh là Dĩ Hòa Vi Quý, nét tuy thân thể ở trong lao nhưng được cái tinh thần cũng trong lao nốt, tại ông vừa vào chưa ấm đít thì Varys đã vào báo tin, trước là chuyện mấy đứa con gái, sau là Tyrion thoát được từ tập trước, giờ không có ai để đổ trách nữa đâu, nên nét bế tắc là bế tắc con mẹ luôn rồi. Trên phương Bắc, Rob nghe thấy bố mình bị dọ thì không nể nang ai nữa, gọi các lãnh chúa phương Bắc đi lấy binh xuống phía Nam cứu bố luôn, cáo Winterfell để lại cho ông tướng Bran liệt, tất nhiên là để lên được tận phương Bắc quạ đã truyền được tin qua chỗ Catelyn trước. lin rủ chị Lisa của mình đi úp nhà Lannister luôn. Cơ mà bà chị của Catelyn lúc bình thường thì to còi, giờ phải đi con bát thật thì chả hiểu sao dán ngang. Bảo mình đang con mọn nên không đi cùng em được. lin tức lắm bỏ khỏi nhà chị. Về nơi mà ông con cả Rob đang đóng quân để cùng đi với con luôn. Cũng từ pháo đài Vale. Tyrion và Bron đi từ tập trước vẫn chưa về đến chỗ nhà Lannister. Bị mấy thằng bộ tộc ở Vale úp trong lúc ngủ. Cái lưỡi không xương trăm đường lăn léo. Tyrion thuyết phục được lũ này cho mình về với bố với lời hứa là sẽ từ từ giúp chúng nó vũ khí và tiền bạc để đánh lại Quân đại gia tập ở Vale, tức là quân của bà Lisa ấy. Bọn này thấy bở thì dẫn Tyrion về. Kiểu giờ giết thằng lùn thì chỉ vui thôi chứ chả giải quyết vấn đề gì. Cơ mà gặp Tywin thì hai bố con ông này úp bô cũng đỉnh như nhau. Giờ Tywin đòi đám Manji này phải giúp mình đối đầu với quân nhà Stark thì gấp đôi đến chết cái điều của Tyrion luôn. Tywin thì từ đầu cũng chả ưa gì ông con út nên bắt Tyrion cũng phải ra trận làm tiên phong với mấy thằng du thủ du thực kia. Theo nguồn tin tình báo thì quân Stark đang có hai vạn người từ phương bắc tràn xuống nên là trận này cũng khá là ban căng, cơ mà từ từ chưa ai đánh nhau gì cả vì sự chú ý của chúng ta lại phải đi ngược lên phía bắc kỵ binh của đội gác đêm không tìm thấy chú benzen đâu nhưng mà họ lại tìm thấy hai cái xác lạ không hư không thối trong khi kiểu cái chỗ này lạnh xun vòi vào dĩ nhiên là không phân hủy được nhanh như vậy nói cho vào chuyện chính thì hai cái xác kỳ lạ được mấy ông tướng này mang vào khám nghiệm cầm vào một đêm nọ john chưa ngủ được thì thấy cái con thức ăn dự trữ của mình có biểu hiện lạ nên theo nó vào đến khu tầm chỉ huy bất thình lình cánh cửa ngoài đóng sập một cái một trong hai cái xác tỉnh dậy lờ đờ như người bệnh thận nửa đêm dậy đi tè la và tấn công john thằng này lờ đờ nhưng được cái khỏe kiếm đâm không chết chém cái cụt tay nhưng không chảy ra tí máu nào hồi phục nhanh như lên giáp máu womok tỷ lệ cao là một con thây ma do bóng trắng dựng dậy john thần hồn át thần tính xin tí lửa của tổng chỉ huy người thấy động nên thắp đèn dậy xem ném vào ngay giữa con thây ma khiến nó cháy như à mà thôi đáng tiếc đây sẽ không phải con thây ma cuối cùng mà bọn họ sẽ phải đối mặt vì đây mới là mùa 1 thôi mà di chuyển tí sang Essos thì theo lệnh của Khal Drogo quân đô Thraki đang giáo giết cướp giết hiếp để gom đủ tiền mua tàu chiến chạy sang Westeros mở con bát tổng Daenerys thì thấy làng mạc bị cướp bóc người bị giết hoặc bắt làm nô lệ phụ nữ bị mang ra làm chỗ giải tỏa thì tự dưng rén ngang kiểu cô mong chờ gì Đám này là đám húm chó đến là đánh gặp là cướp mà. Daenerys cố chữa cháy bằng cách thu nhận bất cứ người phụ nữ nào về dưới trướng mình, coi như họ là người của cô để tránh cho người đó không bị hãm hiếp đến chết. Điều này thì khiến một thằng đệ của Cao Drogo không vui lắm tại kiểu kiếm trên uống máu thì kiếm dưới cũng phải được y chang. Giờ Daenerys cứ chặn 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 như thế này không hay. Thằng kia còn dám móc mỉa Cao Drogo là nghe lời đàn bà, lại còn là đàn bà ngoại tộc nên cả hai lao vào solo Yasuo. Cao Drogo bị cứa phát vào ngực trái, còn thằng đệ bị cứa phát ngay cổ, Unbrutality chết luôn. Mỗi tội là kiếm của đám Dothraki này thì bận Nên cái vết cắt trên ngực Cao Drogo không chữa được thì cũng lằng nhằng phết Đám Dothraki này thì chiến thuật phổ biến nhất là Oin Nên đó giờ trong đội quân không kẹp support hồi máu nào Khiến Daenerys phải nhờ cái bà thầy lang mà mình vừa cứu Chữa cho chồng trở lại vương đô Joffrey có quyết định sáng suốt duy nhất trong đời mình là đưa ông ngoại Thực ra là kiêm ông nội luôn nhưng thằng lỏi này chưa biết Tywin Lannister lên làm bàn tay của vua thay cho Ned Sansa bị bắt đấy thì hôm nào cũng lên xin tha tội cho bố Nhưng mà thằng lỏi con Joffrey bảo là chỉ tha cho Ned với điều kiện Giờ ông phải quỳ xuống nhận Joffrey là vị vua hợp pháp Chưa kể là nhận tội phản quốc thì mới mong được khoan hồng Trong khi chuyện ở vương đô đang rất là khó nói Thì mẹ con nhà Robb đã đưa quân được đến lãnh địa của gia tộc Frey Ông già này nổi danh là vừa dơ vừa dê Lắm con nhiều cháu mỗi tội gen xấu vãi nên trả gả đi đâu được. Thế là lãnh chúa Frey mới điều với Caitlyn. là giờ mà cho mấy đứa nhà Stark mượn đường. Thì sau nhờ nhớ thanh lý hộ lão càng nhiều con càng tốt nhất là thằng rob phải chọn một đứa con gái lão mà cưới rob stark nghe thế thì đồng ý nên không chỉ được đi qua mà còn được lão frey bơm cho thêm tí lính trên bức tường thấy john cũng có tí bản lĩnh nên tổng chỉ huy geo mormon tặng cho john thanh kiếm nam vip chém ma chặt quỷ làm bằng thép valyrian các loại thép mà giờ không ai biết cách rèn nữa ông già định cho thằng con trai thừa kế cái kiếm này cơ cơ mà con trai geo thì chính là hiệp sĩ zora bị lưu đầy sang mẹ lục địa khác rồi nên thôi giờ cho john vậy coi như kiểu cảm ơn trong thời gian đó john cũng biết là ông già mù cố vấn của đội các đêm Không ai khác lại chính là Aemon Targaryen Chú của vua điên Tức là ông họ của Daenerys Và cũng là người nhà Targaryen cuối cùng còn sót lại ở Westeros Ông cụ kể chuyện đời cho Jon Giải thích với anh rằng Tình yêu là giới hạn cuối cùng của trách nhiệm Nên đã là thành viên của đội gác đêm Thì trách nhiệm bảo vệ bức tường là cao cả nhất Nên không vợ không con Và kể cả cha mẹ anh em giờ cũng phải coi như người lạ Ý là từ đấy Giờ dù có bất dứt thế nào thì cũng phải ở đây bảo vệ thành với anh em Ở bên kia đại dương Chỗ Daenerys và Khal Drogo Thì chả biết bà lang kia có chữa được không mà Cao Drogo có cái vết cắt bé tí, mà giờ nhiễm trùng lên nhiễm trùng xuống, ngã ngựa lần đầu tiên trong đời. Theo văn hóa của dân Dothraki, cao mà không cưỡi được ngựa thì không phải là cao. Bọn này chỉ theo thằng nào lực chiến cao nhất, nên giờ Cao Drogo mà đi là quyền lực của Daenerys cũng cạn hết cách. Cô lại lạy lục bà lang xem có cách nào chữa cho chồng không. Thì bà già kia úp úp mở mở là phải lấy một mạng đổi một mạng, sử dụng phép thuật đen để cứu Cao Drogo, thế là con ngựa mà Drogo thích nhất bị mang ra làm tế vật. Bà ta cho người mang con ngựa vào lều, cắt tiết nó tưới lên Cao Drogo. Tôi không biết phép thuật này mạnh đến đâu, nhưng nhìn máu me bay bét thế này thì uh, trông như sau vụ này vết thương sẽ gấp đôi độ nhiễm trùng mấy thằng Dothraki thì không thích tà thuật, đòi chạy vào trong giết bà lang. Nhưng hiệp sĩ Zora đã đứng ngoài cảnh giới giúp Daenerys. Mỗi tội trong lúc xô sát, một thằng Dothraki đã đẩy ngã cô, khiến Daenerys chuyển dạ gấp, trở về với phương Bắc Westeros. Robb Stark đánh đầu thắng đó, khiến nhà Lannister cũng rén phết. Thấy Robb có vẻ đã đánh đến nơi, Tywin suyệt thằng con lùn cùng đám Manji ra chặn đầu. Nhưng ông tướng Tyrion mà chơi gái nên sáng hôm sau dậy muộn, mà đen cái là dậy xong trong lúc hành quân cũng bị một thằng Manji quẹt cái búa ngang mặt, bất tỉnh cả trận chiến. Khi Tyrion tỉnh dậy thì đã tàn canh tàn cuộc, nhà Lannister và lũ di chiến thắng Nhưng là do quân Stark tiến công có đúng 2.000 mạng nghi binh Còn hầu hết quân lực đã mang đi đánh úp Jaime Bắt sống được ông con trai lớn của Tywin Làm con tin để thương lượng Thương lượng với Tywin và Tyrion thì hợp lý Cơ mà trong một gia tộc có những cái đầu to Họ lại chọn trao vương miệng cho một cái thằng đầu quả nho Thằng lỏi con Joffrey Chả hiểu ăn phải cái gì Mà chiếu chỉ ra một quả lệnh khá là vã ẩn Đấy là chặt đầu Ned Stark dù ông đã chấp nhận phá vỡ quy tắc Xuống nước công nhận thằng này là vị vua hợp pháp Sansa thì phải nhìn cận cảnh bố bị chặt đầu Còn Arya thì lạc giữa đám đông May có người quen kéo xuống trốn không thì cũng bị phát hiện Ông già kéo Arya đi hóa ra là yoran Bạn của Ned Stark, Người tuyển quân của đội gác đêm để giúp bạn Ông quyết định cắt tóc Arya Bắt cô bé giả làm con trai Nhập vào đoàn binh mà ông mới thu nhận được Di chuyển lên phía Bắc Tất nhiên là tin Ned chết không giữ được ở vương đô lâu mà truyền đi tới cả nhà Lannister và nhà Stark rất nhanh. Bran thì đã biết cái tin này từ trước, vì mấy hôm nay con quạ ba mắt trong mơ cứ chỉ đường cho Bran xuống dưới hầm mộ tổ tiên và cậu bé thì thấy tượng của Ned được dựng ngay đó. Robb với Catelyn nghe tin này thì đau lắm, hận thù đẩy lên đỉnh điểm, sẵn sàng sống mái với Joffrey luôn. Được đà tinh thần đang dâng cao, các lãnh chúa phương Bắc quyết định suy tôn Robb lên làm vua phương Bắc, ly khai khỏi triều đình vương đô. Hai bố con Tywin với Tyrion nghe cái tin này thì chán đến buồn chết. Trong khi Jaime còn đang bị nhà Stark bắt làm con tin, thì thằng cháu đang đâu bóp dái cả ông lẫn cậu, giờ giết nét rồi thì biết thương lượng thế nào với nhà Stark đây khó chồng thêm khó hai ông em trai của Robert là Stannis và Renly cũng có dấu hiệu động binh để thách thức quyền thừa kế của Joffrey hòng ngăn thằng cháu tiếp tục chơi ngu và bóp tim Tywin quyết định điều Tyrion về Vương đô thay mình làm bàn tay phải của nhà vua để ông đi đánh nhau tiếp tại giờ để thằng Joffrey ở với con mẹ nó thì chả sớm cũng muộn cháy nhà trong khi ông cậu chưa kịp về đến nơi thì Joffrey đã càng ngày càng bộc lộ bản chất man dợ và điên loạn của mình thích thì giết giết xong thì trao đầu lên cọc Thằng lỏi con này còn treo đầu nét và bà vú em của Sansa lên cọc Rồi bắt cô bé đứng nhìn Thế mà vẫn đòi cưới người ta làm hoàng hậu cơ Rất chỉ là khó hiểu Sansa nhìn thấy bố chết thì giờ mới tỉnh ngộ Không còn súng xít quanh đít thằng điên này nữa Sansa định bật Joffrey Nhưng mà đáng tiếc là quả bật này đã bị xìu xuống Sau hai phát tát của thằng cha vệ vương mất dậy này Trên phía bức tường John cũng nghe được tin Ned chết Định bỏ việc để giúp anh Rob đấm nhau với nhà Lannister Nhưng bị các bạn can ngăn vì giờ bỏ đi thì John sẽ bị truy cùng diệt tận vì tội đào ngũ vì tình anh em và trách nhiệm với đội gác đêm John dù muốn đi lắm nhưng vẫn phải chấp nhận ở lại và may là John ở lại đúng lúc vì tổng chỉ huy Geo đã vừa ra lệnh huy động hết anh em ra ngoài bức tường tìm chú Benzen về ở bên kia đại dương tại lục địa Essos Daenerys tỉnh lại sau đêm mà bà lang cast phép thì nhận ra cái mạng mà cô đổi cho chồng không phải là mạng con ngựa mà là mạng của đứa con trai trong bụng vừa đẻ ra đã chết non cao Drogo thì giữ được mạng đấy nhưng mà giờ thành thành viên dự bị của T1 tức là liệt nằm một chỗ bà lang giờ mới lật mặt bảy một điều rằng tất cả là một cú lừa bà này đã biết phép của mình có hậu quả như thế này từ trước nhưng vẫn làm thế để trả thù cho việc mình đã bị hãm hiếp và người dân trong làng bị lũ dothraki đổ sát cực chẳng đã daenerys cho người bắt bà già còn mình thì nhìn chồng lần cuối rồi tiễn khao drogo đi một đoạn coi như chọn tình chọn nghĩa gần như phát điên vì mất cả con lẫn chồng daenerys cho người chuẩn bị một dàn thiêu đặt xác khao drogo lên rồi buộc bà lang kia vào chịu tội cô còn cẩn thận set up ba quả trứng rồng cạnh chồng daenerys đốt lửa rồi dù, dù siêu bạn thân Zora ra sức ngăn cản, đi vào đám lửa theo chồng luôn. Sáng hôm sau, khi lửa đã cháy hết, mọi thứ đã hóa ra cho thì mọi người thấy có một hiện tượng lạ xảy ra. Daenerys không bị làm sao cả, chứng tỏ dòng máu trong người cô là máu rồng xịn, cộng 100 kháng lửa và chưa kể, ba quả trứng rồng mà cô đặt lên nướng cùng chồng giờ đã nở ra ba con rồng con nhìn chiến đét, báo hiệu một mùa hai sẽ khét lẹt lẹt với sự xuất hiện của các nhân tố bí ẩn này. Còn bây giờ thì tôi quản quại. Xin chào và hẹn gặp lại.